Rồi, chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thì em giới thiệu anh em chủ yếu là hàng Sony này. Đấy, ngoài ra có một số con iPhone, Pixel này, Oppo, Xiaomi, linh tinh nhé. Anh em quan tâm những cái dòng máy này thì đón xem chi tiết trong video nha anh em nhé. Ok, cửa em thì có địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa, bên em có gửi hàng ship code toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kèm hàng trước khi thanh toán. Máy bán ra sẽ bảo hành 3 tháng nhé, tặng kèm phụ kiện. Anh em không lấy bảo hành sẽ giảm từ 1 cho đến 500 nghìn, giảm trực tiếp vào giá máy nhé. Khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em miễn phí ship cho anh em. Ok chưa? Rồi, không làm mất thời gian thì hôm nay em sẽ vào giới thiệu luôn nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu luôn anh em cái hàng Pixel trước này. Pixel 6A quốc tế 2 SIM, một vật lý 1 eSIM nhé. Cái dòng này thì dành cho những em nào chưa biết thì máy nó là máy của chính Google sản xuất luôn anh em nhé. Chạy Android gốc, không tùy biến gì cho nên nó rất là mượt. Thêm nữa là nó được cập nhật lâu, hỗ trợ cập nhật lâu dài nhé. Lúc nào có bản Android mới thì là cũng được lên đầu tiên. Ok cho anh em. Đấy. Những con này thì đều có Android 14 hết rồi. Thêm nữa và con này chụp ảnh rất là đẹp anh em nhé. Chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Đấy, phần cứng của nó thì không phải là mạnh đâu, nhưng mà nó thiên về phần mềm xử lý hình ảnh AI thì nó mạnh anh em ạ. Đấy, chụp ảnh này rất là ok anh em nhé. Con này hiện tại giá chỉ từ 3,8 triệu đến 4,2 triệu, 3,8 triệu đến 4,2 triệu thôi anh em nhé. Giá rất là tốt rồi. Anh em nào chưa dùng qua có thể mua dùng trải nghiệm anh em nhé. Cực kỳ mượt, không khác gì iPhone luôn. Trong cái tầm giá này thì 3,8 triệu, 4,2 triệu thì chỉ anh em chỉ mua được mấy con iPhone tầm XR thì không, 11 không mua được nhé. Và con đấy thì không thể bằng con này được, XR không thể bằng con này được. Mà nó là màn OLED nha anh em nhé. Màn OLED có vân tay trong màn hình, cấu hình RAM 6GB bộ nhớ trong 128, chạy chip Google Tensor, màn hình 6,1 inch, pin 4004 nhé. Thời lượng pin con này cũng rất là tốt luôn, rất là tốt anh em nhé. Anh em nhìn chân sạc này còn mới tinh luôn, quá là ok luôn anh em nhé. 3,8 triệu đến 4,2 triệu, 3,8 triệu 4,2 triệu nhé. Anh em quan tâm thì nhắn cho em. Tiếp theo này, Oppo A18, hàng quốc tế. Đấy. À, hàng chính hãng luôn anh em nhé. Cũng là hàng quốc tế nhưng mà máy chính hãng, còn bảo hành đến tận tháng 7 năm 2025. Còn bảo hành rất là dài anh em nhé. Giá 2,2 triệu. Cái này thì anh em dùng cơ bản thôi. RAM 4, bộ nhớ 64, pin 5000, pin rất trâu nhé. Được cái nó là máy chính hãng thì anh em mua dùng nó yên tâm hơn. Mua cho con cái phụ huynh thì cũng rất là ổn anh em nhé. Màn con này cũng khá là đẹp, màn to sáng đẹp. Đấy, 2,2 triệu anh em nhé, 2,2 triệu Oppo A18. Tiếp theo này, iPhone này, iPhone 11 quốc tế 64GB. Con này em còn 11 này còn đúng cây đâu, hôm trước có vài cây hết tất rồi anh em nhé. 64GB, con này bản quốc tế, 2 SIM, pin cây này còn 88 anh em nhé. Máy zin đẹp, con này là máy của em thu khách nhé, khách nâng đời để lại, đang dán cường lực chống nhìn trộm. Đấy, nó hơi lấm tấm một chút ở chỗ loa này thôi, còn lại là rất là đẹp anh em nhé. Màu tím, con này zin còn cả app nha anh em nhé. Cây 11 này thì em để cho anh em giá 5,550,000 nhé, 5,550,000, rất là ok luôn, cực kỳ mượt rồi. Máy màu tím nhé. Tiếp theo này, 7 Plus quốc tế 128GB, con này cũng zin full chức năng nhé. 128GB, có mỗi cái là vỏ hơi xấu này, vỏ mặt lưng này hơi chảy hơi xước. Đấy, mặt kính này cũng hơi chảy hơi xước nha anh em nhé. Thì em để cho anh em giá 1,950,000, màn có hơi phản quang nhẹ này. Đấy, 1,950,000 anh em nhé. 128GB để anh lưu trữ thoải mái luôn, lưu trữ thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, 1,950,000. Còn đây là 6S quốc tế 32GB, con này cũng zin full nha anh em nhé, zin full chức năng luôn, pin 100 anh em nhé. Cây này thì em để cho anh em giá 1,050,000, 1,050,000 anh em nhé. Cái này anh em không lấy phụ kiện thì 1,000,000 tròn nhé. Đấy, 1,050,000 em tặng kèm cho anh em cả sạc cáp cường đồ gốc đưng rồi. Đấy, rồi tiếp theo này, con này là con Redmi Note 10 GE bản Nhật một SIM anh em nhé. Cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64, màn có 90Hz, pin 5000 anh em nhé. Con này là cái pin trâu rồi, vỏ thì cực kỳ xấu rồi, vỏ xấu. 1,3 triệu anh em nhé. Cái này để cho anh em giá 1,3 triệu thanh lý nhé.
Cây này thanh lý giá máy trần anh em nhé, 1,3 triệu bỏ xấu. Còn cái cây này thì là Redmi Note 7 anh em nhé, Redmi Note 7 full chức năng không lỗi làm gì. Hôm nay cây này hôm nay em giảm giá còn 950.000 anh em nhé, 1 triệu hơn triệu anh em không mua, hôm nay em giảm luôn còn 950.000, cũng là máy trần nha anh em nhé, phụ kiện thêm 50, ok chưa, 950.000 Redmi Note 7. Rồi tiếp theo em giới thiệu anh em hàng Sony nhá. Sony đầu tiên em giới thiệu anh em là X5 này, bản Nhật một sim, máy 99 anh em nhé. Cấu hình con này sẽ là RAM 6 bộ như trong 64, chạy chip Snapdragon 855, em con chip thời điểm hiện tại anh em dùng vẫn rất là mượt. Màn hình là 6,1 inch, pin dung lượng là 3100 anh em nhé, ok chưa. Con này cam chụp cũng rất là ok nhé, trong cái tầm giá loanh quanh có hơn 2 triệu thì em đánh giá con này rất là ngon nhé. Màn đẹp, cam đẹp, thiết kế đẹp anh em nhé. Và máy thì zin vẫn còn kháng nước đầy đủ anh em nhé, vẫn còn kháng nước đầy đủ. Anh em nhìn này, chụp ảnh rất là ok anh em nhé, rất là ok luôn. Rồi 2,4 triệu anh em nhé, em có 3 màu, xanh, màu trắng, màu đỏ, 2,4 triệu một cây anh em nhé. Máy tất cả bao cho anh em zin nguyên áp suất, kháng nước đầy đủ nhá. Rồi cuối cùng tiếp theo là con Sony XBM1, hàng này cũng là bản Nhật một sim nhá, nhưng mà là máy mới nguyên siêu luôn anh em nhá. Nét chưa, cái này thì cấu hình nó cũng như dòng X5, có điều là màn nó to hơn nhá, 6,5 inch và 4K, máy mới cho nên hình thức là đẹp keng rồi anh em nhé. Pin cũng còn đủ dung lượng, giá sẽ là 3 triệu tròn nha anh em nhé, 3 triệu tròn X1 còn đúng cây anh em nhé. Rồi tiếp theo là một Mark 2 này, một Mark 2 thì đợt này của em vẫn là hàng zin chất, pin cao anh em nhé. Đây pin 3990, khác gì là pin 100% đâu, gần suýt 100 anh em nhé, 99,9 luôn. Con này thì cấu hình RAM 8GB của như trong 128, chạy chip Snapdragon 865, màn hình 4K 6,5 inch, pin 4000, ok cho anh em. Em có hai màu đen trắng nhá, giá sẽ từ 4,5 triệu và 4,6 triệu tùy hình thức anh em nhé, tùy hình thức anh em lựa chọn nhé. Anh em mua máy tầm giá bao nhiêu thì nhắn cho em sẽ gửi ảnh, em chụp ảnh em gửi cho anh em xem nhé. Hai màu đen trắng anh em nhé, ok. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu anh em XZ1 này. XZ1 hôm nay em mới về thêm cái hàng mới, còn nguyên cả siêu nhá. Còn cái hàng mới mà không có siêu thì em bán đợt này rất nhiều rồi. Hôm nay có mấy con hàng mới nguyên cả siêu này, giá cao hơn anh em nhé. Giá đợt cái hàng này thì giá không rẻ. Đấy, dành cho anh em mà kỹ tính hoặc là có thể mua gì về để sưu tầm nhá. Thì rất là ok luôn, thiết kế vẫn rất là đẹp, mỏng nhẹ. Con này cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64, chip 835, màn hình là 5,2 inch, pin 2008, nguyên siêu trước sau, giá 1,9 triệu anh em nhé. Giá 1,9 triệu bản Docomo màu đen. Hàng mới này thì tất nguyên siêu này tất cả đều là màu đen, tất cả màu đen hết anh em nhé. Giá 1,9 triệu. Còn cái hàng mới mà không có siêu này thì là bản sốt banh màu xanh hơi xám. Đấy, màu xanh hơi xám nha anh em nhé. Giá thì sẽ 1,550 triệu đến 1,650 triệu tùy máy anh em nhé, tùy máy. Hàng không có siêu cho nên là vận chuyển của con nó hơi bị xước nhẹ nhé, có con nó hơi bị xước nhẹ tí ti thôi thì em sẽ bán giá rẻ hơn anh em nhé, 1,550 triệu. Còn máy đẹp thì đẹp hơn thì 1,650 triệu anh em nhé, ok chưa anh em. Đấy, rồi cuối cùng anh em có nhu cầu mua hàng đặt hàng liên hệ em có số điện thoại ở trên màn hình nhé, hoặc có thể nhắn qua Facebook, đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé, sau tất cả anh em. Thank you.